next year, tomorrow, tonight, after tonight, you will be 2015, the year of the goat. I mean that you have to have a lot of fortune, a lot of material, a lot of love, a lot of compassion to share with your family and your friend. So I hope you enjoy tonight, Dharma tea. If you have anything that you'd like to share, like singing, any joke or anything that you would like to share with the group, we are happy to accept that. So Nam Mô Hoàng Hữu Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước nhất chúng con xin thành kính chúc thượng tọa thầy phó trụ trì cùng quý thầy trung tâm thường an lạc, Phật tử viên thành. Và sau thời gian cũng xin kính chúc quý vị Phật tử cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, các tường ý. Và chúng ta cùng nhau tâm nguyện rằng đời này chúng ta đã là Phật tử, chúng ta cùng nhau tu hành, chúng ta gặp chánh pháp. Và chúng ta cũng tâm nguyện rằng đời sau chúng ta luôn luôn gặp được chánh pháp, chúng ta cùng nhau tu hành, chúng ta cùng nhau tu hành cho đến khi thành Phật đạo. Và chúng ta cùng nhau tâm nguyện rằng sau khi thành Phật đạo, chúng ta xin nguyện trở lại cõi này để độ thoát chúng sanh cùng thành Phật đạo cũng như chúng ta. Xin thưa quý vị, quan hỷ gì không? Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên quý thầy và quý Phật tử, cũng còn vài tiếng nữa là qua năm mới. Đằng chánh xin chúc quý thầy và quý Phật tử thân tâm thường an lạc. Bây giờ đằng chánh có ít lời để dùng phương tiện của người xưa mà nói cho quý Phật tử nghe, để quý Phật tử có thể nhận lại để mình sống với cái sẵn có của mình. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Người xưa nói chúng sanh sở dĩ bị luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi là bởi mê thất bổn tâm, nhận thân tứ đại là thiệt, nhận tâm bóng dáng sáu trần cho là thiệt. Do sự nhận lầm ấy mới sanh ra lòng biết có ta, rồi trí mới biến ra thức, thức mới sanh ra dục. Cái hộp giống sanh thân giả này vốn nở trong cái thức mà. Cái hộp giống sanh thân giả này vốn nở trong cái thức mà sanh ra bông hủ lậu mà kết thành trái sanh tử. Như vậy quý vị muốn tu cho giải thoát thì quý vị đừng có chấp thân tứ đại cho là thiệt. Tâm nhiên theo bóng dáng sáu trần cho là thiệt, vì hai cái đó mà nó dẫn cho chúng ta phải sanh tử luân hồi. Hôm nay chẳng có vài lời để chia sẻ cho quý Phật tử, để quý Phật tử nhận rõ, để sống lại với cái chân thật của mình. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Thượng Tọa, kính thưa Thầy Phó Trụ Trì và Chư Tăng, và kính thưa quý đạo hữu, trước thềm năm mới thì Thầy Hải cũng kính chúc quý Thầy và quý đạo hữu y như những lời mà trước đây quý Thầy đi trước đã chúc, tức là những gì đã chúc thì con cũng xin chúc lại y như thế. Cũng nhân dịp đây để rất vui cho đêm khổ trà thì xin đọc một bài thơ thiền để cùng rất vui với tất cả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và thưa bài thơ như vậy: khi ta nằm xuống, những gì ta có, những gì ta xài thì đã hết. Những gì ta có thì người khác xài. Những gì ta mang theo là những gì ta đã cho. Nghiệp thiện thì vào cõi lành, nghiệp ác thì vào cõi dữ. Không nghĩ thiện á thì vô dư niết bàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni, thân tình giới thiệu là Thầy Phật Giới, Thầy cũng ở Thiền viện Đào Viên, Thầy cũng lần đầu tiên đến đây tham dự Tết và chúc với chúng ta, chúng con tin tưởng nơi Thầy Phật Giới. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên quý thầy, kính thưa quý Phật tử, xin tự giới thiệu. Phật Giới đến từ Montreal, Canada, Thiền viện Đạo Viên. Phật Giới đến đây rồi thứ tư tuần rồi. Thật là một niềm vui mà Phật Giới thấy Phật tử ở đây rất là thành thật và sinh hoạt ở đây rất là vui vẻ. Thật là Phật Giới không có ngờ, tại vì Phật Giới ở trong cũng đi chùa nhiều năm ở bên Canada, nhiều đạo tràng Phật Giới đã tham dự, và lần đầu tiên Phật Giới thấy đạo tràng Minh Chánh rất là vui vẻ và có một cái tình đạo đó. Mà ở đây Phật tử biết quý kính quý thầy, Phật Giới rất là khen quý vị Phật tử ở đây, phải nói là rất là quý kính và có một cái niềm quy hướng về tam bảo rõ ràng. Nhân dịp xuân sắp đến, Phật Giới kính chúc cho quý thầy quý thượng tọa thân tâm luôn an lạc và tiếp tục có sức khỏe để mà làm Phật sự, để mà hướng dẫn những Phật tử để mà cùng nhau tu hành, để đi theo con đường của Phật Tổ đã đi. Sau cùng Phật Giới cũng kính chúc cho quý vị quý bác của Phật tử luôn thân tâm an lạc, tâm Bồ Đề lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng sáng, và lúc nào con mắt thiền cũng mở rộng, lúc nào cũng tỉnh giác và sống một ngày để mà xứng đáng một ngày. Những việc gì đã làm mình cũng đã và đang làm, và những gì Phật đã dạy mình cũng đã tập làm theo để mà đi hướng tới con đường Phật quả. Nếu đời này mà mình không xong thì đời sau mình sẽ đi tiếp tục đi
nếu đời này mình chưa được xuất gia thì đời sau mình cũng cái tâm bồ đề của mình luôn lúc nào nó cũng sẵn có, trong như mà tại phụ huynh thì đời sau mình sẽ xuất gia. Đó, nếu mà bây giờ trẻ cũng như hồi xưa thập giới đi chùa cũng đi qua bên đây đó cũng sớm mà đi chùa, thập giới là một cái người nhỏ nhất trong những quý bác là đó, mà cô không nghĩ là mình xuất gia, nhưng mà tự nhiên á đi làm mấy mươi năm ba mấy năm xong xuôi cái tối thức dậy ngủ đang 3 giờ sáng thức dậy cái tự nhiên cái muốn thăm sư ông đi về Việt Nam. Qua ngày sau đi đến sở làm cái đặt vé đi mua vé, cái tối về đi làm về ngủ cái đấy thôi ngày mai đi xuất gia, không có dự tính gì hết á. Đó, cho nên cái phone về Việt Nam cái là xin đi xuất gia mà chưa có nghĩ nhà cửa hay là việc làm gì hết á, thì về bển thôi, cái về Trúc Lâm cái thầy cụ kỳ nói còn muốn đi làm nữa thì không có từ xuất gia, tao đi xuất gia còn tạo nghiệp. Rồi thực giới cũng phone về Canada nói thôi bây giờ xin nghỉ làm luôn, thì lúc đó thầy cụ kỳ cho nên thực giới mới biết rằng là trong mình là ai cũng sẵn có cái căn bản trí chứ, cho nên đó, trước sau gì con người ta ai cũng xuất gia, không có con người nào mà không có xuất gia nữa, không có đời này giàu cho làm thiên tử làm vua trời nữa cũng là không bằng một người xuất gia. Tại vì xuất gia đó là đi vào có hồng chúc phạm rồi, được vào gia đình của nhà hậu thích rồi, là trước sau mình cũng là Bồ Tát, cũng là Phật, đi theo sư ông đi riết là cũng là thành thôi. Cho nên thật giới cái ngày mà đi thọ giới sa di là cái ngày mà vui chưa từng thấy trên cõi đời, chưa có gì mà biết là cái niềm vui bằng cái sự xuất gia. Rồi vừa rồi tháng 9 năm ngoái đi về bển là thọ Tỳ kheo còn vui gấp trăm lần cái là thọ giới sa di, là tại vì mình biết hạt giống Phật của mình đó nó sẽ nảy nở và mình phát tâm để mà mình tự giác và mình giác tha, mặc dầu là mình chưa có giác ngộ nhưng mà cái con đường mình đi đó mình quả biết rằng mình sẽ đi tới và mình sẽ có tu là sẽ có tới đó. Cho nên thật giới cũng chia sẻ với vị Phật tử còn cư sĩ ao thì trong đời này nếu mà chưa có đủ duyên thì đời tới đó. Cho nên thật sự ra Đức Phật nói thật giới nói đó là đạo Phật và tuổi trẻ, cũng như bây giờ nói đó là một cụ già 80 tuổi, bây giờ mình thấy cụ già đó là già, nhưng mà sự thật á vài tuần sau đó cụ già có thể là trẻ liền, nghĩa là có thể ra đi và sẽ trở lại đây với một đứa cậu bé hay là một cô bé. Cho nên cái già với cái trẻ đó là không phải cái chân thật đó. Tuổi trẻ đó là cái sai biệt, cụ già hai đứa bé gì cũng là cái sai biệt hết, mà tất cả những cái sai biệt là gì, là đều từ cái không sai biệt. Tất nhiên là Phật á với tuổi trẻ năm qua hai à, tuổi trẻ là sự sai biệt, cũng như vàng và những món đồ kiềng dòng vàng đó. Cho nên kiềng hay là cà đá hay là bông tai cũng là vàng. Cho nên á là một bên á là bất biến, một bên là tùy duyên. Tùy duyên là đổi, chẳng hạn như răng vàng nó xấu nó hôi, nhưng mà thật sự ra nó cũng không khác gì với di truyền. Trên cái hiện tướng của chúng ta bây giờ đây, mình là bác sĩ, ha, một người kia là một người phu, nhưng mà thật sự ra cũng đều là vàng hết trơn. Cái tướng nó khác nhưng mà cái không sai biệt, cái bất biến nó vẫn là đồng một thể hết trơn. Cho nên Phật cũng nói tất cả chúng sanh đều có phẩm tánh, có hạt giống Như Lai. Đó, thì chúng ta cũng yên chí rằng mình có hạt giống thật. Nếu mà đời này mình không có đủ duyên lành thì đời tới thì có ngày nào cũng là huynh đệ với nhau, cũng gặp nhau, cùng tôn dung nhau và
cũng sẽ gặp lên những cái hội, gặp hội đi chơi hoặc là cũng đi theo con đường hướng của Sư Âm. Sau đây thầy giới kính chúc quý vị một đêm mỗi nhà thật vui vẻ, an lạc và hưởng một mùa xuân nguyên viễn. Ngày nào cũng là mùa xuân của Di Lạc, ngày nào cũng xuân. Tại sao? Nếu mà mình đi con đường của Phật á, thật giới thối lộ với quý vị, thật sự ra thật giới á, từ khi biết Pháp được với Sư Âm á, thật giới thấy Phật giáo là một nguồn hạnh phúc. Thật giới rất tin tưởng là tại sao thật giới từ ngày biết được Pháp của Sư Âm á, là cách đây 32 năm rồi, ngày nào cũng là ngày vui hết trơn, không có ngày nào buồn, không có ngày nào giận hờn ai hết trơn, ai cũng thương được hết trơn, không có quỷ trên đời, không ai quỷ, tất cả đều là huynh đệ cùng là một dòng nhau hết trơn. Cho nên làm sao mà mình buồn được, không làm sao mình giận ai được, khó giận lắm. Nếu mà mình hiểu được con đường của Sư Âm thì không giận, muốn giận cũng không giận được hết. Cho nên tất cả nhìn một đứa bé cùng già ai cũng là tình thương tràn đầy hết trơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cũng phổ trợ cho quý thầy thân tâm thường làm để hướng dẫn chúng con học Phật cho đến ngày giải thoát. Và cũng không quên là kính chúc quý Phật tử năm mới được tất cả những điều lành và những sự như ý. Và sau đây con xin được giới thiệu đạo trưởng Chánh Hòa sẽ có đôi lời cùng quý thầy và các Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch, ngưỡng bái bạch Thượng Tọa, chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 30 Tết, còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Coi như năm cũ sắp hết thì năm mới đã đến. Còn để Phật tử chúng con chánh có như sự đầu lòng lễ xin tắt mặt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thượng Tọa, đại đức tăng ni, thật là vinh hạnh thay và diễm phúc thay cho thiền viện Minh Chánh của chúng con hôm nay được Thượng Tọa và đại đức giới từ Canada đã không quản ngại xa xôi vất vả vì hạnh nguyện hoàn pháp ở sân mà đã quan tâm về đây để sách tấn và khuyến khích dạy dỗ cho chúng con tu hành theo đường lối thiền tông của Hòa Thượng. Hôm nay dẫn trước đạo tràng còn thể Phật tử chúng con xin Phật lực của Phật Pháp gia hộ cho Thượng Tọa và quý vị diễn quý đại đức đã tăng ni một năm mới thân tâm thường lại trí huệ viên mãn, bồ đề tâm kiên cố, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ. Quý ngài là trí huệ của quý ngài viên mãn và cũng xin kính chúc cho quý thầy
năm mới rồi. Giáng sinh tốt lành. Trí huệ biết mãi mãi là trí huệ soi sáng cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu thân học Phật. Em không dịch nhầm. This talk normal? Yes. I've been to the temple here for about 2 years, and I still have a long way to go, but I'm happy that I've started on the trip. Thank you. Ông nói là ông đến chùa 2 năm rồi thì còn một con đường dài để đi nữa, một đường dài nữa, nhưng mà ông rất là vui cho đến đây. Barely translate what you said. Oh, man. That's all. Okay. Thầy Phó Chủ tịch, kính bạch quý thầy, kính bạch quý vị Phật tử. Trước hết là còn xin chân thành tri ân thầy Phó Chủ tịch cùng quý thầy đã tốn nhiều công lao hướng dẫn chỉ bảo cho chúng con trên con đường tu theo Đức Phật. Chúng con đã cố gắng thực hành làm và tập làm theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những gì mà chúng con đã thực hành được, đã làm được đều nhờ vào công đức của thầy chủ trì cũng như quý thầy hiện diện ở đây và đã kết lòng chỉ bảo cho chúng con. Chúng con cũng nhờ rất nhiều quý bạn Phật tử, quý đạo hữu ở đây, ví dụ như là ông đạo trưởng của chúng con, ông Chánh Hòa, là một người bạn rất là chân tình và đã chỉ bảo cho chúng con rất nhiều phương pháp, nhiều con đường để mà thực tập. Trên con đường tu theo Phật có nhiều khó khăn, chúng con đã vượt qua được và cũng có nhiều khó khăn chúng con đang cố gắng để mà vượt qua. Đặc biệt thời gian gần đây về vấn đề sức khỏe, con gặp khó khăn thật là đặc biệt. Có nhiều khi tưởng không qua được, nhưng rồi cố gắng rồi cũng vượt qua. Tất cả là do sự đóng góp của các con cái trong gia đình cũng như là trước bè bạn quen biết đã cố gắng để và giúp đỡ, cũng như trong các bệnh viện, các viện phục hồi, để và có những cái vị đã quen biết để và cố gắng chỉ bảo hướng dẫn. Thank you.
Trong đời chỉ là mây.